Rồi, hello, mến chào cô chú anh chị em nha. Hôm nay cửa hàng Nam Cơ Tính Linh mình có về cây số 0 với 0 nha anh em. Máy thì đẹp lắm anh em ơi. Mới về. Xe này xe Việt nha anh em. Số má đầu viên nguyên xe anh em. Yên gin còn anh em, yên gin chưa gắt nha. Đó. Xe Việt mà còn đẹp lắm anh em ơi. Double à. Cực kỳ khô lát xe luôn anh em đó nào, sơn bóng đô nước sơn ghi mũi si xe cô góp sạch sẽ anh em. Quay dưới ra cho anh em xem thấy không, cô rang nha. Đùi số đồ ghi nguyên xe anh em, rùa bỏng đồ ghi nha, còn trong ghi còn luôn rồi thấy không, tay sách tay bọc đồ này kia ghi nguyên xi. Nói chung máy Việt còn cái này là anh em biết rồi đó, máy còn ok cái nào đó anh em thấy không, tem tung rồi còn mới tin nè, lâu lắm mới có được chiếc xe Việt quá đẹp, bánh sau nó phải có chạy xe sơ đó anh em ơi. Chung máy Việt Nam mà đồng Việt Nam mà nó chạy là nó phải có chạy xe sơ rồi này kia, cái này không tính đáng kể anh em ơi, quan trọng là máy móc thôi, máy móc số cầu kỳ rồi này kia thôi, còn zin thôi nè, mấy cái chọc mấy cái chạy mấy cái chạy nó quan trọng. Mấy con này còn sơ hết nè anh em thấy không đó, chưa xét nha, tại máy này chạy khô anh em, chạy khô không cái gì, mấy cái co này nó mới còn sáng vậy nè đó. Chỉ còn máy chạy đồng chạy nước vụ một anh em ơi, mấy cái này đứt, mấy cái lò xo đứt chân dễ gì còn. Bây giờ còn 7 màu nha, co sáng thấy anh em, 2.4 lít. Cám 17 ly. Bét kim bô anh em, 58 ngựa nha. Động cơ nó như 58 nha anh em, nhưng mà nó thêm cái chục bô nó thêm 8 ngựa. Nó không có chục bô nó 50 ngựa. Có chục bô thêm chục bô là 8 ngựa, 58 ngựa anh em. Cái động cơ nó thì vẫn như 58, 87 ly bét kim. Thế thôi. À, nó có chụp bô được chụp xuống đét luôn nè, được chụp mấy việc như thế là ok lắm anh em ơi, là đẹp lắm rồi. Rồi cho anh nghe tiếng động cơ nữa nghe.
giờ anh em ơi. Ngàn mốt rồi. Chịu lực lái siêu nhẹ luôn anh em. Không, guarantee kéo nhẹ lên nha anh em. Ben còn ok lắm. Bơm ben rồi là green nguyên si. Đây xuống xế. Cái đèn lái cho anh em luôn. Quá dữ anh em, động cơ bốc ghê. Quay như thế là anh em biết nó tem tung, nó còn cái này là anh em biết máy chạy nhiều chết anh em biết nha. Mới có được chiếc gì đẹp anh em ơi, chứ phải có hoài đâu anh em. Anh em nhìn đi, nhìn tem tung đó là biết tem bảo hành bảo hít đồ này kia mới còn sáng giới gì là anh em hiểu nha. Xe này chỉ ít chị nhiều anh em biết nha. Anh em mà có xài 60 anh em mới biết. Rồi. Anh em có nhu cầu liên hệ nha, số điện thoại mình để bên dưới nha, 0983 541 822 anh em. Địa chỉ 480 số 8 Sơn Kiên Hồ Đất Kiên Giang anh em.